Tím không lộ. Anh em ạ, mình nghe tin bọn trẻ trâu đang nấu cái gì ăn uống trên này. Đấy, mình đang rình xem bọn này ăn cái gì anh em nhá. Hôm nay là có 5 cái. Bây giờ xù xì. Em mới anh hai cái, em mới anh mua 2 cái xong cái rồi. Anh nghĩ sao một cây xúc xích đấy còn mình ăn 3 cây. Không, em cho một cây. Thế ai mua? Hoặc thằng này vơ vẩn. Em mua. Mày vơ vẩn, anh vừa mua ở Tây Ban Nha ấy. Thế em thử, em thử. Ui. Anh cho xanh này. Thì xúc xích của anh đẳng cấp nhỉ. Wow. Ủa, em xúc xích này em mới thích một điều. Ngon lắm. Anh xúc xích này em mới thích một điều. Sao? Anh như xúc xích ấy ạ. Ôi dạ, như xúc xích kiểu thằng này. Giờ nãy Hùng sắp lên rồi. Anh nhanh không tí, anh Hùng gọi là... Sao anh nhanh đi? Anh Hùng lên rồi. Còn 2 cây để anh đút túi. Không, phải hẹn con 1 cây. Cây á, cây này á. Cây này á. Phải được là chia đôi, hiểu không? Ui dạ, ngã rồi. Mấy thằng dám trốn vào trong bể bơi của anh ăn xúc xích đúng không? Đây mình vừa cầm xong. Vừa anh quay hết được rồi. Đừng có giấu anh, thậm chí con ngáo nó còn được ăn nhá. Đấy. À, ngáo nó ăn cũng hết rồi. Thế sao không cho anh ăn? Bảo nhé, mọi lần anh có cái gì anh cho chúng mày. Sao bây giờ chúng mày có lại ăn mạnh? Có mấy 4 cây nhưng 4 cây. Một gói anh thấy 5 cây. 4 cây. 4 cây. Đúng mày liên thiên đi. Bây giờ anh tìm ở đâu ra 5 cây? Để xem nào. Đâu đó. Ui ơi, toàn vỏ này. Năm có 404. À đâu, 505 giấu đâu. Bọn này dám không cho anh ăn đúng không? Chúng mày khinh thường anh đúng không? Em khinh thường anh đâu. Bọn trẻ trâu này mình có gì mình cho chúng nó ăn mà hôm nay chúng nó có xúc xích còn không cho mình ăn. Miếng. Ừ, đấy. Phải chê như này đâu. Cho anh xin miếng. Anh em là nó phải chia sẻ lách lành đùm đọc dở hay đỡ đần em hiểu không? Anh á tôi ạ. Quá. Á tôi ạ. Ngon. Ngon. Ngon lắm anh, ngon lắm anh. Dạ. Chúng mày chưa nghe anh đúng không? Chưa nghe anh luôn đấy. Chán quá anh em ạ, đấy. Hôm nay không có tiền bị kinh thường. Cái gì đấy? Ui ui ui. Thằng nào tóc xanh thế này? Quái vật à? Em tên là Ốc Tóc Xanh. Mày là yêu quái à? Em tên là Ốc Tóc Xanh. Tên là gì? Em tên là Ốc Tóc Xanh. Ốc xong lại tóc xanh, anh đã bao giờ nghe cái con ốc nào mà là ốc tóc xanh đâu? Biết đấy, nhưng mà ốc trong tóc em màu xanh. À, ui, tóc mày màu xanh thật à? Vâng. Ui, anh có một thằng trong team nữa là anh tóc xanh, nhưng mà nó màu xanh ra trời, sao mày lại tóc xanh ấy? Tóc em tóc độc lạ. À, trẻ trâu toàn chơi cái tóc màu độc lạ này á. Nhưng mà anh em tên là gì? Ốc gì? Ốc Tóc Xanh. À, thôi gọi là ốc thì cho dễ nhá. Vâng. Tìm anh có thằng tóc xanh rồi. Nhưng mà mày ở đâu đấy? Mày định vào đây mày làm cái gì? Đúng. Em là rất ghét thằng Mookie nên em muốn gia nhập vào team anh. À, tức để làm gì? Để đánh bại Mookie. Để đánh nó hay để nó lại bắt mày tiếp? Không, để đánh bại Mookie. Mày có khả năng gì đặc biệt? Em á, em có khả năng siêu đặc biệt luôn. Siêu đặc biệt à? Thì mà tay cầm cái gì đây? À, tay em cầm xúc xích để em tặng anh ấy. Tặng anh thật á? Vâng. Thật. Vâng. Ui giời, thế đẳng cấp thế nhỉ? Khi mà anh cầm xúc xích của em, anh phải cho em vào team nhá. Ô, thế bây giờ tao cầm rồi thì thế mà cho vào team luôn à? Vâng. À được, thế đây là quà vào team đúng không? Vâng. Ui giời, hợp lý đấy. Ui mày là được của nó đấy. Anh vừa mới đang bị mấy thằng trẻ trâu vào team anh nó khinh thường, nó ăn xúc xích. Mày lại tặng anh xúc xích xin vào team, cho mày vào team luôn. Thế bây giờ ra thử ăn quả này xem có được không nhá. Ui giời ơi. Đấy, anh em ạ, à, hôm nay là có một thành viên đến xin vào team mình đấy. À, thành viên này biệt danh là Ốc Tóc Xanh em ạ. Đấy, biết mình đang thèm xúc xích hay sao ấy, tặng đúng quả xúc xích luôn ấy. Mà cái xúc xích này nó to thật anh em ạ. Xúc xích của bọn Lam Ngố vừa nãy nhá, của bọn Tóc Xanh trẻ trâu vừa nãy là bé tí luôn anh em này. Nhìn có khi đây một ngón là mình bé này, có khi phải bằng 3-4 ngón luôn đấy. Anh em thấy chưa, to đúng luôn. 1, 2, 3, 4. Ui thơm lắm anh em ạ. Lần đầu tiên mình ăn cái xúc xích, trước mình ăn xúc xích siêu to rồi. Nhưng cái này gọi là xúc xích cũng to nhưng mà nó cũng chưa siêu lắm, nó gọi là to vừa vừa. Nhưng mà khả năng là đang đói, phải ăn đã xem là nó có đẳng cấp không anh em nhé. Thì cũng ngon đấy nhưng mà nó kẹp chặt thế này mở ra kiểu gì nhỉ em? Anh yên tâm, em có khả năng là dùng tay chém bay cái khóa này luôn. Bay cái khóa kẹp của cái xúc xích này á? Vâng. Đâu mày thử xem nào. Anh xem à. Ôi giải tưởng mày có khả năng gì đặc biệt thì mày mang cái kéo. Khả năng của tay đây. À thì cũng được, mày nói thế anh chịu là được. Mày có vẻ thông minh đấy. Thằng này mày thông minh hơn anh tóc xanh màu xanh ra trời đấy. Ôi nháo mày ra nhá, vừa mày ăn rồi. Ấy mày còn ăn khai mạc trước anh à? Có thích đuổi em phải tìm không?
Cái xé này này. Ui. Ui ui. Xúc xích siêu to khổng lồ. Anh ăn nhá. Vâng. Có cái gì không? Mẹ có lừa không ấy? Không, em vừa ăn rồi thôi. Anh em ạ, lần đầu tiên được ăn quả xúc xích siêu to khổng lồ anh em nhá. Đấy. Ăn phát nào. Ngon lắm mẹ ạ. Vâng. Ngon lắm anh em ạ, xúc xích siêu to khổng lồ luôn. Đó. Nhưng mà hôm nay sao tại anh có 4 cái? Tại em không đủ tiền mua. À thế à, 4 cái được rồi. Một cái này phải bằng 10 cái của bọn trẻ trâu rồi, được chưa? Thảo lâu lâu mới vào thì ra, phải chăm sức khỏe em nó tí. Mày là tao đâu? Tao tao người. Mày ở đâu đến? Tao ở nhà tao đến. Tao ngày nào? Nhà mày ở đâu? Cho xin cái địa chỉ. Mày thích gì mày ăn đây. Mình yêu sợ mày gì? Mày bình tĩnh. Như này nhá. Yeah. Mày cũng là anh tóc xanh. Đúng rồi. Nó cũng là anh tóc xanh. Nhưng mà nó tên là Ốc. Ốc ạ. Ờ, thế là bây giờ để phân biệt giữa hai thằng tóc xanh thì mày vẫn là anh tóc xanh, còn đây gọi là Ốc thôi. Nó mới xin vào team. Team vào team à? À. Thôi, bây giờ là cơ bản là nó cho anh cái này. Đấy. Đấy chưa? Nên là mới được vào team. Mày chỉ có ăn hại mày không cho anh ăn thì còn no nhá. Này, nhìn đi, sợ sợ chưa? Một cái này, hai cái này, túi còn cây nữa này. Vào team này. Này, ốc tóc xanh này nó vào team nó cho có 4 cái xúc xích. Anh ăn một cái và còn 3 cái này. Đấy. Thì San vừa có khinh thường anh không? Không khinh cho một cái. Đây. Rồi. Anh làm khinh thường ấy, anh làm khinh thường. Thôi. Sống ở đây đừng có khinh thường người khác. Rồi, giỏi đấy chưa? Này nó mới vào nhưng mà nó biết sống biết điều. Đấy. Nó không khinh thường đấy, nó còn cho anh xúc xích khổng lồ. Đấy giời, ăn đi em ơi. Ăn đi. Ơi giời. Đứng mà nhìn nhá. Tao không kinh cho anh ngủ mà đau không? Tao không kinh cho anh ngủ nữa, tao kinh được mày. Wow, xúc xích khổng lồ ngon không em? Cái món quà này là anh thấy hợp lý rồi, là sao mua cái to hơn nữa nhá. Vâng. Ôi. Tiền tên rồi mà nó nhìn nó ăn ngon đi. Ui. Anh ơi, anh đi của tao. Thôi được rồi. Thôi em ơi. Anh em mình đang làm một team rồi, nó ăn trộm cái cho nó một miếng, hiểu chưa? Mày đã gọi là đã khinh thường người khác còn ăn vụng nhá. Vớ vẩn. Vậy là sao biết khinh thường đâu? Thế cho mày cái này nhá. Đây. Đấy. Cái này là buổi vào Tân Vlog vậy. Ui cháy, ui húp đi. Ui, ui, ui. Ui, nó cướp xúc xích của mình. Wow, đưa đây cho anh. Cất đi ra, nó không cướp mất. Ốc tóc xanh ấy. Em có đánh được thằng này không? Em có. Hôm nay em thể hiện kỹ năng thế nào? Vâng. Đến lần này rồi đi. Mày sẽ tỏ thể hiện kỹ năng này. Vâng nhá. Ta đây vào cứu anh em đi. Wow, 505 thể hiện. Wow, sai. Cho thằng này ăn quả xúc xích khổng lồ đi. Ra đây, ra đây. Vũ khí nó bị ăn chưa? Anh em ơi, đưa quả xúc xích anh cho anh. Xúc xích. Cho vũ khí ăn quả xúc xích. Anh em ơi, cho ăn quả xúc xích khổng lồ. Ui.